mình vậy. Cậu đã khóc rất nhiều và bị bất tỉnh trong đêm đó. Cú sốc thật là quá lớn đối với một cậu nhóc nhỏ. Tâm lý bị ảnh hưởng khiến cho cậu ấy bị trầm cảm, luôn có suy nghĩ trong đầu phải giết anh trai để đền mạng. Vào học viện nên ra biết bao cô nàng luôn để ý, trong đó có Sakura nhưng cậu không quan tâm làm gì. Cặp đối thủ tri kỷ là bạn bè của nhau sau này, đó là nhóc Naruto mà tất cả ai đều nhìn thấy. Đang có trong học viện và họ đã trở thành bộ ba. Người thầy Kakashi cũng có đôi mắt Uchiha. Thầy đã dạy cho cậu một tuyệt chiêu mới Chidori. Dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn muốn giết Itachi. Kỳ thi đã diễn ra nhằm lựa chọn ninja trung đẳng. Cậu đã cố gắng hết mình thì mới có thể giành được chiến thắng. Một ninja thiên tài nên cậu không dễ dàng đánh bại. Phá được lớp cát Raga khiến cậu trở nên càng lợi hại. Nhưng kỳ thi đã khép lại do có một ninja tấn công là Orochimaru. Tấn công đột ngột không đề phòng, hắn đã giết ngài đệ tam đánh đổi lại bằng đôi tay bên trái. Hắn muốn bắt Sasuke với lời dụ dỗ hắn mang lại. Cậu muốn có sức mạnh nên cậu đã bỏ làng ra đi. Gặp Naruto cản lại và họ có một trận tỷ thí. Cậu đã thấy chắc ra cuộc vị trong người Naruto. Sức mạnh của Rasengan và Chidori càng bùng nổ. Cuộc hội ngộ tương lai diễn ra một trận đầy sinh tử. Đâu ngờ người luôn thương cậu lại là anh trai cậu biết chứ. Danzo là kẻ độc ác, là người đã đứng sau mọi chuyện. Anh đã làm theo mệnh lệnh vì người em trai anh cũng nguyện. Cậu đã quay về làng, một ngôi làng cậu từng bỏ. Giết chết tên Danzo và mọi sự thật được sáng tỏ. Xuất hiện trong đại chiến khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng. Song pha cùng Naruto dù sao bọn họ vẫn là bạn. Bộ ba Naruto, Sasuke, Sakura, bốn dáng tâm lưu huyền đã hợp sức tiêu diệt Madara. Đại chiến đã kết thúc, cậu lấy người vợ Sakura, người con là Sarada, thời đại mới của nhẫn giả.